Gia tộc Chirathivat, gia tộc giàu có dẫn dắt ngành bán lẻ Thái Lan. Giống như nhiều gia tộc kinh doanh khác ở Thái Lan, nhà Chirathivat, chủ của đế chế bán lẻ Central Group có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ngày nay, tập đoàn hơn 70 tuổi này đã trở thành một trong những cái tên thống trị ngành bán lẻ ở Thái Lan với hơn 60 cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại. Ngoài ra, tập đoàn Central còn kinh doanh khoảng 5.000 nhà hàng và khách sạn. Không chỉ là cái tên nổi bật ở thương trường, con cháu nhà Chirathivat còn hoạt động sôi nổi và rất được yêu mến ở Tbilisi. Gốc gác Trung Quốc. Nhà sáng lập Chiang Chirathivat đã di cư từ đảo Hải Nam tới Bangkok vào năm 1925. Trong khi nhiều người nhập cư gốc Hoa khác chọn khởi nghiệp ở Chinatown, ông lại quyết định mở cửa hàng đầu tiên ở Thornbury, khu ngoại ô được ngăn cách với trung tâm thủ đô Bangkok bởi con sông Chao Phraya. Cửa hàng của ông nằm gần một ngôi đền lớn được xây dựng bởi hoàng gia, vì thế Chiang bán đồ ăn, thức uống giải khát và cung cấp bãi đổ thuyền cho du khách. Năm 1947, ông chuyển đến một địa điểm gần khách sạn Mandarin Oriental và cùng với người con trai lớn nhất là Sam Rich mở một cửa hàng tại đây. Tới năm 1956, Chiang quyết định mở rộng kinh doanh. Ông mở ra khu trung tâm thương mại Central Trading tại Chinatown. Đây chính là tiền thân của Central Group ngày nay. Central Trading lúc đó đã bán nhiều loại mặt hàng, từ quần áo cho tới đồ gia dụng. Ngày nay, tập đoàn hơn 70 năm tuổi không chỉ thống trị ngành bán lẻ ở Thái Lan với hơn 60 cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại. Central Group còn có những mạng lớn kinh doanh khác. Thứ nhất là CDG, Central Department Store Group, hoạt động trong lĩnh vực cửa hàng, bán lẻ. Thứ hai là CHR, Centara Hotel and Resort. Đây là đơn vị điều hành bao gồm 40 khách sạn cũng như các khu nghỉ dưỡng tại Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Maldives và Sri Lanka. Thứ ba là CRG, Central Restaurant Group, chủ đồ ăn nhanh tại Thái Lan được nhượng quyền. Thứ tư là CFG, Central Food Retail Group, nhằm điều hành các cửa hàng tiêu dùng. Thứ năm là CHG, Central Hotline Group, chuyên về điện máy và đồ gia dụng. Gia tộc Chirathivat lớn mạnh đến cỡ nào? Tính đến năm 2014, việc kinh doanh của Central Group vẫn rất trơn tru. Tổng tài sản của tập đoàn này năm 2014 là khoảng 9,7 tỷ đô, với khoảng 70.000 nhân viên trải khắp nhiều quốc gia trên thế giới. Cuối 2014, thương hiệu bán lẻ Robinson của Central mở ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với cái tên là Robins. Sang đầu năm 2015, Powerby, chuỗi cửa hàng điện máy của tập đoàn này, đã tiếp bước với thương vụ mua lại 49% cổ phần của điện máy Nguyễn Kim. Về quy mô, cả hai khoản đầu tư khổng lồ trên đều cho thấy tiềm lực hùng hậu của Central. Đến tháng 3 năm 2016, Central Group tham gia đấu thầu để mua lại chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam từ tập đoàn Casino. Việc bán lại hệ thống siêu thị tại Việt Nam và Thái Lan là một phần trong kế hoạch cắt giảm nợ khoảng 4 tỷ euro, tương đương 4,3 tỷ đô trong 2016, sau khi giá cổ phiếu của Casino giảm 50% trong vòng 1 năm. Đến cuối tháng 4 2016, tập đoàn Central và tập đoàn Nguyễn Kim công bố nhận chuyển nhượng hệ thống Big C Việt Nam với tổng giá trị giao dịch lên tới 920 triệu euro, tương đương 1,05 tỷ đô. Big C Việt Nam là một trong những nhà bán lẻ lớn, có độ bao phủ rộng, sẽ giúp cho Central Group xâm nhập mạnh vào thị trường bán lẻ đầy tiềm năng của Việt Nam. Năm 2016, tập đoàn Central Group đạt doanh thu hơn 332 tỷ bạc, tương đương hơn 10 tỷ đô, tăng 17% so với một năm trước đó, và khẳng định vị thế nhà bán lẻ lớn nhất của Thái Lan. Đối thủ gần nhất của Central là The Mall Group, đứng sau những trung tâm mua sắm như Siam Paragon và Emporium với doanh thu đạt khoảng 50 tỷ bạc. Central Group cũng có quy mô lớn hơn các đối thủ trong khu vực như SM Investments của Philippines. Tính đến 2020, nhà Chirathivat là gia tộc giàu thứ ba ở Thái Lan với tài sản ước tính đạt 15,3 tỷ đô theo Forbes. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé. Tập đoàn gia đình đúng nghĩa. Nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Chiang Chirathivat có tới 3 người vợ và 25 người con sau khi ông Chiang qua đời vào năm 1968. Những người con trai của ông Chiang lần lượt nắm giữ vị trí này cho đến tận ngày nay. Con cả của Chiang, Sam Rich, giữ ghế chủ tịch từ 1968 đến 1989,
Tiếp theo đó là người con thứ hai Wang Chai là chủ tịch từ năm 1989 đến 2002. Người con trai út của Chiang là Suhi Chai tiếp tục lãnh đạo Central Group thay cho Wang Chai sau nhiều năm giữ chức vụ giám đốc điều hành, CEO của Central Group, một vị trí được sinh ra để dành riêng cho ông. Vì trước đó thì tập đoàn này không có CEO. Những người con của ông Chiang, hai thế hệ thứ hai của gia tộc Chirathivas, đã vận hành Central Group trong gần nửa thế kỷ, khoảng thời gian đủ lâu để thế hệ này chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ ba. Năm 2013, Tos Chirathivas lên nắm giữ vị trí CEO của Central Group cho đến nay. Ông Tos Chirathivas, sinh năm 1965, là cháu trai của ông Chiang. Ông Tos có bằng MBA tại Đại học Columbia, Mỹ và làm việc cho Citibank trước khi quay về Central vào năm 1989. Hiện là nhân vật chủ chốt trong mảng bán lẻ của tập đoàn Central. Xét về tuổi tác thì Tos là người con ít tuổi nhất trong số 8 người con của ông Samrit, nhưng lại đang nắm giữ vị trí rất cao trong tập đoàn. Tại Central Group thì tất cả những nhân sự cao cấp trong tập đoàn đều là thành viên trong gia đình Chirathivas. Có thể nói Central Group là một tập đoàn gia đình theo đúng nghĩa đen. Theo nhiều thông tin thì vào năm 2016, có khoảng 150 người trong gia tộc đang làm việc tại tập đoàn. Cũng vào năm 2016, Tos đã quyết định thay máu đội ngũ quản lý, gồm chủ yếu là người ngoài gia đình. Đội ngũ điều hành mới có xuất thân đa dạng từ cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan tới đối tác cũ ở châu Âu của tập đoàn. Giới phân tích nhận định rằng đây là quyết định táo bạo nhưng cần thiết của Tos để cho Central có thể đi xa hơn. Tos Chirathivas lý giải rằng đây là động thái để tăng cường khả năng quản trị của tập đoàn nhằm chuẩn bị cho những thay đổi khi mà nền kinh tế Thái Lan đang chững lại, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nợ hộ gia đình cao và nhu cầu tiêu dùng yếu. Bí quyết để gia tộc hòa thuận. Dẫu thành công là vậy, nhưng Central vẫn được coi là một trong những tập đoàn mang đậm tính gia đình trị nhất ở Thái Lan. Điển hình như nếu so sánh với CP Group, so với nhiều tập đoàn gia đình khác tại Thái Lan, Central Group có mức độ tập trung của các thành viên gia đình lớn nhất. Triết lý tuyển dụng của Central Group khác biệt nhiều so với các tập đoàn khác. Để chấp nhận một người ngồi vào vị trí quản lý, sẽ cần đến ít nhất sự chấp thuận của 75% thành viên gia đình đang nắm vị trí quản lý. Samrit Chirathivas, con trai của nhà sáng lập và là người xây dựng những nền móng đầu tiên của mạng bán lẻ, cho rằng bí quyết để các thành viên trong gia đình luôn gắn kết và không đấu đá nhau chính là hãy sống cùng nhau. Ông cho xây một ngôi nhà ở Bangkok, nơi ở của gần 50 người nhà Chirathivas thuộc ba thế hệ. Tại đây mọi thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội gặp mặt trò chuyện với nhau nhiều hơn sau thời gian làm việc căng thẳng. Con cháu của các gia đình trong tập đoàn cùng làm phụ việc hoặc làm chính trong Central Group. Mỗi năm vào ngày 10 tháng 7, ngày giỗ của nhà sáng lập, tất cả thành viên gia đình tập trung tại ngôi đền gần nơi mà tập đoàn có cửa hàng đầu tiên để tưởng nhớ, đồng thời tạo nên sự gần gũi gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Có con cháu là ngôi sao T-Biz. Không chỉ là cái tên đình đám trên thương trường, nhà Chirathivas còn có con cháu là gương mặt nổi tiếng trong T-Biz. Trong đó, gương mặt được yêu thích nhất đó là diễn viên Peach Chirathivas. Bố của Peach là ông Thirayut Chirathivas, giám đốc điều hành công ty bất động sản bán lẻ lớn nhất của Thái Lan, Central Patthana CPN. Trong đó có Central World, khu mua sắm lớn thứ ba thế giới. CPN là một chi nhánh của Central Group thuộc sở hữu của gia tộc Chirathivas. Mẹ của Peach là bà Chanada Chirathivas, chủ sở hữu của thương hiệu trang sức Diamond Today và thương hiệu đồng hồ Toy Watch. Từ một ca sĩ guitarist nổi tiếng trong nhóm nhạc Rooftop Band, Peach đã sớm lấn sân sang nghiệp diễn và nhanh chóng đạt được những thành tích ấn tượng. Với chiều cao 1m83, gương mặt điển trai, Peach sớm được đảm nhận vai chính trong hàng loạt bộ phim dành cho giới trẻ như là Succeed 2011, The Billionaire 2011, Countdown 2012. Sự nghiệp của anh chàng lên như diều gặp gió sau vai Win trong series truyền hình tuổi teen Thái Lan đình đám Hormones 2013. Peach cũng rất thành công trong việc kinh doanh. Anh hiện là ông chủ của chuỗi cửa hàng Potato Corner trên khắp đất Thái. Sắp tới sẽ mở thêm nhiều chi nhánh trong và ngoài nước. Công việc kinh doanh các món ăn từ khoai tây của nam diễn viên vô cùng thuận lợi. Lợi nhuận sau 3 năm ra mắt đã lên đến con số hơn 170 triệu bạc. Số vốn ban đầu anh bỏ ra là 6 triệu bạc. Từ một người bình thường nhập cư từ đảo Hải Nam Trung Quốc, nhà sáng lập Central Group, ông Chiang đã biến gia tộc Chirathivas trở thành một gia tộc lớn mạnh trên đất Thái, luôn nằm trong nhóm những doanh nghiệp giàu có và quyền lực nhất châu Á.
gia đình Chirathivat trải qua 3 thế hệ cùng lãnh đạo Central Group trở thành thế lực bán lẻ Đông Nam Á. Và có lẽ trong tương lai, gia tộc này sẽ ngày càng thịnh vượng và lớn mạnh hơn nữa. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.